Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin hôm nay. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Không ai ngờ rằng cô tiểu thư trong Hoàng Châu cách cách năm nào, Trình Sai Hân lại từng yêu đơn phương ngũ A Ca. Đến giờ, Hoàn Châu Cách Cách năm 1998 vẫn là tác phẩm kinh điển đối với khán giả truyền hình Việt. Nhờ Hoàn Châu Cách Cách, những cái tên như Triều Vi, Lâm Tâm Như, Tổ Hữu Bằng, Phạm Bằng Băng nhanh chóng vươn tầm lên ngôi sao lớn trong giới giải trí. Bên cạnh dàn diễn viên chính có không ít nhân vật phủ cũng được khán giả quan tâm, trong đó gây chú ý nhất có lẽ chính là Trình Sai Hân, cô tiểu thư kén trẻ trong phim và ngoài đời là bạn cùng lớp với Triều Vi. Được biết, trên phim, Trịnh Sai Hân chính là người đẹp ném tú cầu để kén trẻ. Xuất hiện trên màn ảnh, cô nổi bật với váy cưới đỏ rực, nụ cười rạng rỡ. Dù chỉ là nhân vật thoáng qua nhưng không thể phủ nhận sự xuất hiện của nàng tiểu thư này khiến cho tình tiếp của Hoàn Châu cách cách thêm thú vị. Ngoài đời, Trình Sai Hân học chung với Triều Vi và Huỳnh Hiểu Minh ở khoa diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Trước Hoàn Châu Cách Cách, Trình Sai Hân từng đóng bộ phim đầu tiên mang tên mộng tỉnh ngũ khỏa liễu nhưng không gây được tiếng vang. Sau Hoàn Châu quách cách, Trình Giai Hân tiếp tục thử sức với phim Tiểu Lý Phi Đao. Trong tác phẩm này, cô hóa thân thành đệ nhất mỹ nhân giang hồ Lâm Tiên Nhi. Lúc này, cái tên Trình Giai Hân mới thực sự gây được chú ý và được khán giả như tới. Tuy nhiên, nếu so sánh với vị thế của Huỳnh Hiểu Minh và Triều Vi, danh tiếng của Trình Giai Hân còn kém xa dù cô có thực lực diễn xuất. Sau này, Trình Gia Hân tiếp tục có mặt trong một số tác phẩm khác như Cô Dâu Câm, Nước Mắt của Cô Dâu, nhưng các vai của cô đều chỉ là vai phủ không mấy nổi bật. Trình Gia Hân mãi không thể tỏa sáng sống như bản thân Triều Vi. Những năm tháng thanh xuân của cuộc đời, Trình Gia Hân dù chưa thực sự có một sự nghiệp nổi bật nhưng cô từng có mối tình đáng nhớ với Tàu Hữu Bằng. Tuy nhiên, đây chỉ là tình cảm đơn phương từ phía Trình Sai Hân. Được biết, cô gái trẻ một lòng một giải yêu trà Ngũ A Ca. Đáng tiếc, Tô Hữu Bằng lại chỉ coi cô như bạn bè và em gái. Anh từ chối Trình Sai Hân khá phũ phàng, mong cô có thể thay đổi tình cảm yêu người phù hợp. Hơn thế, những năm tháng đó, Tô Hữu Bằng dính nhiều nghi vấn tình ái. Từng có tin tức anh yêu thầm Triều Vi sau khi hợp tác chung, nhưng lúc đó én nhỏ đã có bạn trai nên chàng Ngũ A Ca bỏ cuộc sau đó tô hữu bằng lại dính nghi vấn qua lại với lâm tâm như nhưng cuối cùng họ chỉ là bạn bè thân vì không muốn chỉnh xe hân theo đuổi tình cảm không có kết quả nên tô hữu bằng khá dứt khoát sau hai năm yêu phương tổ hữu bằng, Trình Sai Hân cũng chấm dứt được thứ tình cảm thời thanh xuân này. Đây được cho là may mắn của Trình Sai Hân vì sau cùng cô tìm được tình yêu đích thực của đời mình. chuyển quá khứ năm xưa là kỷ niệm đẹp của nữ diễn viên. Hiện tại Trình Sai Hân đang có cuộc hôn nhân khá viên mãn bên ông xã không tiết lộ nhiều về gia đình và chồng. Trình Sai Hân chỉ muốn giữ hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng có thông tin cho biết, ông xã Trình Sai Hân không phải người trong làng giải trí, vì vậy ít được cô khỏe trên mạng xã hội. Khán giả chỉ thường xuyên thấy hai con gái của hai người trên trang cá nhân của nữ diễn viên. Vài năm nay, thỉnh thoảng Trình Sai Hân vẫn đóng phim, dù các tác phẩm của cô không gây sốt hay nổi bật nổi đám, nhưng lại được đánh giá cao về mặt chất lượng. Một số khán giả vẫn tích cực ủng hộ cho nữ diễn viên.